Cái xe yêu thích bị hủy khiến Dương Cơ Bắp rất tức giận, nhưng hắn không giận quá mà mất khôn, mà ngược lại, ngay lập tức tìm ra điểm yếu của Lê Toàn, đó chính là thằng con ruột Khương Liều. Với bản tính coi mình là ông trời, Khương Liều dễ dàng rơi vào bẫy của Dương Cơ Bắp khi ra tay hành hung một đàn em của Dương thừa sống thiếu chết, và tất cả đã đều được ghi lại làm bằng chứng. Rồi Dương gọi Hồng đến để đàm phán. Nếu không giúp Dương vận chuyển qua quê thì thằng em của cậu chỉ còn cách vào tù mà thôi. Xem xong clip, Hồng chỉ cười khẩy, ông muốn làm gì cũng được, tống nó vào tù càng tốt, tôi lại trở thành người thừa kế duy nhất cơ nghiệp của bố tôi. Nói xong Hồng bỏ đi luôn. Dương Cơ Bắp há hốc mồm, không hiểu mình tính sai ở đâu. Đúng lúc đó một tên đàn em mang đến tài liệu về Hồng. Dương đọc thì ôm đầu tự trách bản thân đã tìm hiểu không kỹ, đánh giá quá thấp đối thủ. Hóa ra trước khi vào nhà Lê Toàn, ông đã từng là con nuôi của ông trùm Phan Quân. Khi đó, Hồng cũng thân thiết với con trai ông là Phan Hải, coi nhau như anh em ruột, nhưng sao cùng bán đứng cả hai cho thế chột, nên là mang sự an toàn của Khương gia để dọa Hồng thì sai mẹ sách rồi. Tóm lại là anh Dương Cơ Bắp ạ, trước khi tiếp cận ai đó thì anh phải tìm hiểu thật kỹ về người đó vào. Tất nhiên vẫn có những trường hợp giấu kỹ như chỉ gì mái ấm hoa loa kèn mấy năm trước là nhân vật truyền cảm hứng vì tấm lòng lương thiện, nhưng nay bị lộ ra ánh trẻ không chớp mắt. Cơ mà đó là thiểu số thôi, tìm hiểu kỹ thì vẫn ít rủi ro hơn.